Mỗi năm A sinh nhật một lần. Năm nay A 17 tuổi thì có bao nhiêu ngày sinh? Ngày sinh của em là 16 ạ. 17 ạ. 18. 15. 17. Xin mời các bạn thí sinh còn lại. Mời Đức Đạt. Câu trả lời của em là 16. Xin hỏi Đức Đạt là bạn có bao nhiêu ngày sinh ạ? Dạ. Em cũng 16. 16 ngày sinh cơ ạ. À chết. Hải Bình có bao nhiêu ngày sinh ạ? Chỉ một ạ. Vâng, chỉ một mà thôi ạ. Vâng, một câu hỏi đã khiến tất cả trường quay vỡ òa đúng không ạ? Không thể nghĩ là đáp án lại đơn giản như thế.